Hello, xin chào tất cả các bạn, chị là Lan Anh đây. Ngày hôm nay chị rất vui khi được đồng hành cùng với các bạn trong video này. Và trong phần video này, chị sẽ bật mí cho các bạn một thông tin vô cùng quan trọng liên quan đến khóa học văn VIP dành cho các bạn học sinh lớp 8. Khóa học ấy mang tên Khóa học văn VIP lớp 8 kỳ 2. Và chắc hẳn đối với những bạn học sinh đã theo dõi học văn chị Hiên trong suốt thời gian vừa qua thì chúng ta thấy rằng đây là một khóa học toàn diện và xuyên suốt cả năm học. Và nếu những bạn nào chưa nắm được thông tin này thì đừng lo nhé, chúng ta sẽ cùng chị theo dõi hết phần video để xem là tại sao khóa học văn VIP lại hot đến như vậy. Đầu tiên, chị em chúng mình sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về lộ trình của khóa học nhé. Với khóa học này, chị sẽ tập trung ôn tập và bổ sung kiến thức cho các bạn bám sát theo chương trình học ở trên lớp. Chúng ta cứ học một văn bản, rồi lại đan xen một phần tập làm văn và cuối cùng chúng ta sẽ học kiến thức liên quan đến tiếng Việt. Và ngoài ra, đến với khóa học này, chị còn cung cấp cho các bạn về phương pháp cũng như là kỹ năng làm bài để làm sao các bạn làm bài một cách tốt nhất và xử lý đề thi một cách hiệu quả và nhanh gọn nhất. Các bạn đang thắc mắc rằng, vậy thì đối với khóa học này chúng ta sẽ học theo hình thức nào đúng không? Trong khóa học này, chị sẽ cùng các bạn học qua hình thức phát trực tiếp trong nhóm kín. Với hình thức này, các bạn sẽ đặt câu hỏi cho chị ngay trong quá trình chúng ta học. Và ngoài ra, một ưu điểm khá là quan trọng đó chính là các bạn hoàn toàn có thể chủ động xem lại bài giảng bất cứ lúc nào. Và các em hãy nhớ rằng, đây chính là một ưu điểm đặc biệt của khóa học văn VIP lớp 8 đấy nhé! Vậy thì tại sao khóa học lại hot đến như vậy? Các bạn ơi, khi mà chúng mình đăng ký tham gia khóa học này, điều đầu tiên các bạn nhận về đó chính là bộ bài giảng và tài liệu bám rất sát chương trình ôn tập. Cái thứ hai, nếu các em đang là đối tượng học sinh mất gốc môn văn, chưa biết viết văn, thì khi chúng ta vào khóa học này, các bạn sẽ lấy lại được những nền tảng liên quan đến môn văn đấy. Cái thứ ba, nếu các em là đối tượng học sinh khá giỏi, đang muốn nâng cao cái điểm số môn văn của mình, thì chắc chắn đây là một sự lựa chọn rất là đúng đắn đối với các bạn. Khi mà vào trong khóa học thì các bạn sẽ nâng cao được khả năng viết văn, những kỹ năng, những phương pháp để có thể xử lý đề thi, hay là những kỹ năng, những phương pháp để các bạn có thể viết liên hệ mở rộng một cách dễ dàng nhất. Và cái thứ tư đó chính là nếu các bạn vào trong khóa học này, các bạn sẽ được làm rất nhiều đề thực chiến. Và sau khi mà chúng ta làm đề thực chiến xong thì chắc chắn một điều rằng là các bạn sẽ được chấm chữ bài chi tiết cụ thể. Ngoài ra, nếu các bạn có những câu hỏi hay là thắc mắc gì liên quan đến môn văn thì đừng ngần ngại gì nhé. Hãy nhắn tin cho giáo viên để giáo viên có thể hỗ trợ các bạn kịp thời nhất. Các bạn ơi, hiện tại thì khóa học văn VIP lớp 8 học kỳ 2 cũng đã chính thức tuyển sinh rồi đấy. Với những bạn học sinh mà đăng ký khóa học sớm nhất, chúng ta sẽ nhận được những ưu đãi vô cùng đặc biệt. Điều đầu tiên đó chính là các bạn sẽ nhận được một khóa học ôn thi cuối kỳ 1 miễn phí trong nhóm kín. Cái thứ hai, các bạn còn nhận được về một bộ sổ tay văn học lớp 8 học kỳ 2. Để có thể đăng ký tham gia khóa học, các em hãy nhấn vào đường link mà chị đã để phía bên dưới, hoặc là các bạn sẽ nhắn tin về cho fanpage học văn chị Hiên trung học cơ sở lớp 6789 để được tư vấn và hướng dẫn cụ thể hơn nữa nhé. Chị rất là mong sẽ được gặp lại các bạn trong khóa học văn VIP 2. Mong rằng tất cả chúng ta sẽ có những điểm số thật cao trong quá trình học văn lớp 8 nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong khóa học văn VIP. Bye bye!